Pháp vương vô thượng tôn tam giới vô ứng thân thiên nhân khi đạo sư tứ sanh khi từ vô những niệm quy năng diệt tam kỳ nghiệp chứng dương nhờ tán cả ức kiếp mạc năng năng lễ sở lệ tấn công tình cảm ứng đạo nhãn năng thứ nghi ngã thứ đạo càng như đế châu thập phương chư phật ánh hiền trung ngã thân ánh hiền chư phật tiền đầu diễn tiếp túc quy mạng lệ chí tâm lành lẽ nam mô tận hư không biến pháp giới hóa hiện vì lai thập phương chư phật tôn pháp hiền thánh tăng thường trụ tam bảo chí tâm lành lẽ nam mô ta bà Ca Mâu Ni Phật đường lai hạ sanh Di Lặc tôn Phật đại trí văn thù sư lợi Bồ Tát đại hạnh phổ hiền Bồ Tát hộ pháp chư tôn Bồ Tát linh sơ hội tượng Phật Bồ chí tâm đàn lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà phật đại bi quán thế âm bồ tát đại thế chí bồ tát đại nguyện địa tạng vương bồ tát thánh tịnh đại ai chúng bồ lưu hương xả nhiệm pháp ma giới mong quân chứ phần hai hồi tấn diêu băng tùy thứ kiến tường vân thành nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát nam mô đại bi hội thượng phật bồ tát Ma-ha-ta-lo-ba-ya-ma-ta-lo-ni-ka-ya
đặt đoái mong ngã về nhà bà lô yên đê tất cả Phật đà lăng đà bằng nam mô na tăng đề Nhớ không
giải đề đại an chúng sở tri tân trường lão xá lợi văn ma mừng kiện liên ma ca diếp ma ca chiên diện ma tôi lăng lê bà đã cho lời bạn đà Bồ Đề Phật Bán Thân Đạo Phật.
chúng sanh. Phật thề âm dễ giải tánh niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, tha lời Phật như Phật về tứ đều thiệt, về tội báo sở sanh sở dị gia hà bì Phật quốc độ vô tam á đạo. Tha lời Phật kệ Phật quốc độ thượng vô án đạo chi danh hà niệm Pháp niệm Tăng chi tâm tha lời Phật kỳ Phật quân độ thành tự như thệ công đức ca nghiêm tha lời Phật ngự nhự ý Phật hà bi Phật hà cố hiệu a di đà. Tha lời Phật bị Phật quang minh vô lượng chiếu tầm vương quân vô sở chướng ngài thì cố hiệu bi a di đà hữu. Tha lời Phật bị Phật thọ mang cấm kỳ nhân dân vô lượng vô biên a tăng kỳ kim cố danh a di đà. Tha lời Phật a di đà chư Bồ Tát chúng di phụng như thì ta lời Phật bí Phật quốc độ thành từ như thế công đức trang nghiêm hữu. Ta lời Phật cực lạc quốc độ chúng sanh sanh giả giai thì a bề bạn tri kỳ chúng đa những sanh bồ xứ kỳ số thầm đã bi tỷ con số sở năng trí chi đang trà di vô lượng vô biên a tăng kỳ thuyết tha lời Phật chúng sanh văn giả ân đương phát nguyện. Nguyện sanh bi quang tha di già đang vừa như thế chư thường thiện nhân câu hỏi những thứ ta lời Phật bằng cả gì điều thiện căn vừa đức nhân duyên đã sanh bi quang tha lời Phật nhờ thiện ám cơ thiện ở nhân văn thuyết a di đà Phật chẳng trị danh hiểu nhượng nhân nhân nhượng nhị nhân nhượng tam nhân nhượng tứ nhân nhượng ngũ nhân nhượng lục nhân nhượng thất nhân nhân tâm bằng loạn kỳ nhân lâm mạng chúng thời a di đà bằng giữ chư thánh chung hiện tại kỳ thiện thế nhân chung thời tâm bất điên đạo thân đàn vãng sanh a di đà bằng cực là quân độ xa lời bằng ngà kiên thị lời cố thuyết tự ngôn như hữu chúng sanh văn thế thiên giả ân đương phát nguyện thanh bệ quân đô xa lời Phật như ngà kim giả tăng tăng a di đà Phật bơ ca tự nhị công đức chia lại đông phương diệt hữu a xúc bệ Phật tu di tưởng phần đại tu di Phật tu di quang Phật diệu âm Phật như thế đàn
chánh thì chân tăng. Bất khả tư nghị cộng đức nhân thế chư Phật sở hộ niệm kinh xá lợi Phật Nam Phương thế giới hữu nhân nguyện căn Phật danh văn quang Phật đại nhiệm thiên Phật tu di đà Phật vô lượng tinh tấn Phật. Nhớ thế đăng hằng hà xa số chư Phật các ư kỳ quân xuân hoàng trường thiên tướng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thuyền thanh thiền môn như đáng chúng sanh được tinh thì sinh tán bấm ca tư nghị công đức. Những thế chư Phật xa hồ niệm kinh xa lợi Phật Tây Phương thế giới hữu vô lượng thọ Phật vô lượng tướng Phật vô lượng tràng Phật đại quang Phật đại minh Phật bảo tướng Phật tinh quang Phật. Như thế đăng hằng hà xa số chư Phật các ư kỳ quân xuân quang trường địa tướng biên vô tam thiên đại thiên thế giới thiên thành thiên môn như đăng chúng sanh được tinh thì tinh tăng bất cả tư nghị công đức. Những thế chư Phật xa hồ niệm kinh xa lợi Phật băng phương thế giới hữu gì thiện Phật tối thắng âm Phật an trà Phật nhật sanh Phật mong minh Phật như thị đăng hằng xa số chư Phật. Càng ư kỳ quân xuân quang trường địa tương biến vô tam thiên đại thiên thế giới sanh được tinh thì tinh tán bơ ca tư nghị công đức nhất thế chư Phật xa hồ niệm kinh xa lời Phật hạ phương thế giới hữu trừ tử Phật danh văn Phật danh quang Phật đà ma Phật pháp trang Phật trì pháp Phật như thị đăng hằng hà xa số chư Phật khác ư kỳ quân xuân quang trường địa tương biến vô tam thiên đại thiên thế giới địa thành thiền môn như đáng chúng sanh được tinh thì sinh tán bất cả tư nghị công đức nhân thế chư Phật xa hồ niệm kinh xa lời Phật thường phương thế giới hữu phạm âm Phật tú phương Phật hương thường Phật hướng quang Phật đại diện kiên Phật tạm sanh bảo hoa nghiêm Phật Phật ta la thọ vương Phật bảo hoa đức Phật kiến nhân thế nghĩa Phật như tu di sanh Phật như thế đại quan trường thiền tướng biến vô tam thiên đại thiên thế giới thức thần thiền môn nhờ đàn chúng sanh đương tinh thì sinh tán bông ca tư nghị công đức nhân thế chư Phật xa hồ niệm kính xa lại phóng ơ nhớ y văn hà cố danh vì nhân thế chư Phật xa hồ niệm kính xa lại phóng như hồ thiện nam tứ thiện nữ nhân văn thị kinh tỏ trì giá cầm văn chư Phật danh giá thị chư thiện nam tứ thiện nữ nhất thế chư Phật chỉ sở hộ niệm giải đăng bơ khỏi chuyện ư a nậu na la tam miệu tam bồ đề thì cô xa lời Phật như đang giải đường tính thọ ngờ ngự cầm chư Phật sở thuyết xa lời Phật nhường hữu nhân di phạm nguyện kim Phật nguyện tương Phật nguyện
dùng sám na di đà phật quán gia thì chư nhân đảnh giải đắng bằng thôi chuyện ư a nà ra la tam miếu tam bồ đề vị quân đồ nhường di sanh nhường kim sanh nhường hương sanh thì tổ xa lời phong chư thiền nam thơ thiền nữ nhân như hữu tinh và ẩn đương phan nguyện sanh về quận độ ta lời văn như ngã kim giả thân tán chư phần bằng cả tư vì công đức bỉ chư phần đăng dĩ sinh tan ngã bằng cả tư vì công đức nhi ta về con tính ca mâu ni phật năng vi tầm năng hiểu chi sự năng ư ta bà quân đồ mù trường an thế kiếp chưa kiên chưa phiền não chưa chúng sanh trường mà chưa trung đăng à não đa la tam miểu tam bồ đề vì chư chúng sanh biết thì những thế thế gian nạn tình chi phạm xa lời phong đương khi ngã ương ngũ trường án thế anh thư năng sự đằng a nấu đa la tam miêu tam bồ đề vì những thế thế gian biết từ nạn tình chi phạm thì thi tham na phật thuyết tình vị ca lời phong cập chư thì theo những thế thế gian thiên nhân a tu la đã đắng văn phật xa thuyết hoàn hỷ tinh thọ tắc lệ nhi khương ma bán nhã ba la mẫn đa tâm kinh hoàng tự tại bồ tát na tham bán nhã ba la mẫn đa thời chiếu kiến nguồn giai công đồ nhân thiết bồ anh xa lời tử sanh bằng gì không công bằng gì sanh sanh thương thì công công và tinh thì sanh thọ thương hành thường về phục như thì xá lời tự thì chư pháp không thường bằng sanh bằng về bằng cầu bằng tình bằng tăng bằng nhàn thì có không trung vô sanh vô thọ thường hành thường vô nhàn nhị thì thiên thân ý vô sao thanh hương về tụng phá vô nhãn giới này chỉ vô ý đứng giới vô minh này diễm vô minh tâm này chỉ vô lỡ thứ diệu vô lỡ thứ tâm vô tâm miền đà vô tri diện vô đạo này dĩ vô sợ đánh vô bồ đề tăng vội băng nhà ba la mật đa côn tâm vô quay ngài vô quay ngài cố vô ư cùng bố biển ly điện đà mong tương cứu thanh nia bằng tam thế chư phật ni ban nhã ba la mật đa cố đăng na nấu đa la tam hiệu tam bồ đề bồ tỳ ban nhã ba la mật đa thế đại thanh chú thì đại minh chú thì vô thượng chú thì vô đẳng đẳng chú năng trừ nhân thì vô chân thiện bấm hư vô thiên văn nhã ba la mật đa chú tướng tuyên chú viên yên đa yên đa ba la yên đa ba la tăng yên đa bồ đề tam ba hằng yên đa yên đa ba la yên đa ba la tăng yên đa bồ đề tam ba yên đa yên đa ba la yên đa ba la tăng yên đa bồ đề tam ba nam mô a di đà phật ya đà ta ya đà ya đà ni ya đà di đà đô bà thi a di đà ta tăng tam bà thi a di đà ta thi ca lăng đề a di đà ta thi ca lăng đề ya di ni ya ya đà di đà ta lê ta bà nam mô a di đà bà ya đà ta ya đà ya đà ni ya ta di đà đô bà thi a di đà tất đam ba thì a di đà đa thì ca lăng đế a di đà đa thì ca lăng đa ya di đi ya ya na di đa ca lê ta ba nam mô a di đà ba ya đa ta ya đa ya đa đi ya ta di đi đô ba thì a di đà đa tất đam ba thì a di đà đa thì ca lăng đế a di đà đa thì ca lăng đa
Namo Ajira.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.
chúng sanh có số lượng
Thank you.